Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Điện lực Định Hóa luôn nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn, ổn định cho mọi nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc chú trọng chăm sóc và tri ân khách hàng đã được đơn vị đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Điện lực Định Hóa đang quản lý vận hành 223 trạm biến áp, gần 250 km đường dây trung thế. Đơn vị cung cấp điện cho trên 30.900 khách hàng với gần 30.700 công tơ đang vận hành trên lưới. Nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng thực hiện các dịch vụ về điện, trong đó việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng theo quy chế một cửa được đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đều đạt thời gian quy định. Cùng với sự phát triển chung của hệ thống điện lực cả nước, Điện lực Định Hóa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là về công tác nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng. Đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ của mình là đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn. Để thực hiện được nhiệm vụ này, bên cạnh việc tăng cường khả năng của nguồn cung cấp điện, lưới điện truyền tải, trong năm 2020, Điện lực Định Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như áp dụng các công nghệ sửa chữa, vệ sinh không cần cắt điện, còn gọi là hotline, thiết bị vệ sinh xứ cách điện bằng nước áp lực, các hệ thống điều khiển lưới điện tự động. Việc như này tôi rất là cảm ơn. Nói chung là trong cái quá trình bảo trì thì cũng không phải ngừng sản xuất và mọi cái gọi là như thế là giúp đỡ doanh nghiệp như thế là quá tốt rồi. Từ đầu năm đến nay, Điện lực Định Hóa đã thực hiện công tác thay công tơ định kỳ, đạt và vượt kế hoạch giao, thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm, không để công tơ quá hạn trên lưới, hoàn thành việc xây dựng mới 7,5 km đường dây 35 kV, 8,5 km đường dây 0,4 kV và 9 trạm biến áp với tổng mức đầu tư là 16 tỷ đồng, thực hiện các dự án nâng công suất, hoán tuyến, trạm biến áp với kinh phí là 750 triệu đồng, thực hiện sửa chữa, cải tạo lưới điện trung, hạ thế, lắp đặt các thiết bị đóng cắt trung thế, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với tổng kinh phí là 15,5 tỷ đồng. Đặc biệt trong chương trình tri ân khách hàng cuối năm 2020, Điện lực Định Hóa đã thực hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí cho 5 khách hàng, thực hiện sửa chữa, cải tạo, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và một điểm trường vùng sâu vùng xa. Tổng kinh phí của chương trình là trên 100 triệu đồng. Thế nhưng mà để có một cái cuộc sửa sang tổng thể cơ sở vật chất cũng như là hệ thống điện thì chúng tôi chưa làm được vì do điều kiện kinh phí hạn hẹp không làm được việc đó. Chỉ khắc phục ví dụ như là bóng hỏng thì chúng tôi mua bóng để thay vào lớp học cho học sinh được đảm bảo ánh sáng để học. Thế nay nhờ có chương trình tri ân khách hàng và công ty Điện lực Thái Nguyên cũng như là Điện lực Huyện Định Hóa đã đến để tri ân khách hàng và hỗ trợ giúp đỡ nhà trường để cải tạo lại hệ thống đường điện, được trang bị một cái hệ thống đường điện nó mang chất là đồng bộ về mặt thiết bị điện, thì cũng mong đoàn thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhà trường để cho nhà trường có cái hệ thống điện nó được an toàn về mùa hè, sử dụng thiết bị nhiều cho học sinh thì hệ thống điện nó an toàn thì chúng tôi rất là phấn khởi ạ. Vâng, nhà tôi thường thường là làm chè nhưng mà mùa này thì không có chè thì chỉ chủ yếu là đan phên. Trước đây em cũng muốn là có một nguồn điện nhưng mà thu nhập của em kém quá nên là em không thể nào làm được. Thế là đợt vừa rồi thấy có bên sở điện lực là có tri ân khách hàng ấy. Thế các anh bảo là hỗ trợ thì em cũng mừng lắm. Vâng, thì em cũng không biết nói gì hơn, em cũng cảm ơn các anh bên thợ điện. Các dịch vụ điện đến với khách hàng một cách chuyên nghiệp thông qua đa dạng hóa nhiều kênh liên lạc như tổng đài điện thoại, M2, trang mạng chăm sóc khách hàng và qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Các kênh cung cấp dịch vụ được triển khai theo hướng áp dụng công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4 đã tạo sự thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch. Nhờ thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, điện thương phẩm đạt trên 55 triệu kWh, doanh thu bán điện đạt gần 90 tỷ đồng. Chúng tôi khảo sát đưa vào kế hoạch để sửa chữa nâng cấp các cái trạm biến thế, rồi là các cái tuyến đường dây để chống quá tải cho lưới điện và đáp ứng điện phục vụ cho nhân dân trên địa bàn huyện. Trong những thời gian tới này, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương. Thứ nhất là quy hoạch cho bà con ra ở cái vùng dễ đầu tư nhất, đảm bảo cái cuộc sống của nhân dân cũng như là phục vụ cái việc cấp điện nó được dễ hơn, thuận lợi hơn. Thế còn về lâu dài thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất với đưa vào kế hoạch đề xuất với Điện lực tỉnh là sẽ duyệt cho những cái dự án đưa điện vùng sâu vùng xa, kéo thêm các cái đường dây trung thế hạ thế, đầu tư các cái trạm biến thế để đáp ứng điện cho bà con được về lâu dài.
lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển là động lực để điện lực Định Hóa hướng đến sự phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nên môi trường kinh doanh và làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.